Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Đến hẹn lại lên và đến ngày lại gặp. Đó, chúng ta lại tiếp tục nhìn những cái sản phẩm của GA vào năm 2023. Và đương nhiên với từng năm thì GA họ sẽ chọn ra những cái chiếc iPhone flagship của năm đó để mà tạo ra những cái sản phẩm khác mang đậm cái chất của GA, mang đậm cái công nghệ của GA và mang đậm cái sự sang trọng của GA. Và ngày hôm nay thì mình đang có ở đây tổng cộng là 5 con iPhone 15 Pro Max với 5 cái phiên bản khác nhau để mình có thể chia sẻ cho các bạn về những cái sản phẩm năm nay của GA cũng như là những cái công nghệ mà GA đã áp dụng trên những cái sản phẩm này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. Và thông thường như những năm trước chúng ta đều biết đến GA với việc là họ tạo ra những cái sản phẩm iPhone chế tác bằng vàng và đính kim cương. Tuy nhiên thì năm nay GA lại có nhiều cái dòng sản phẩm hơn để cho các bạn có thể lựa chọn. Và ngoài cái việc là các bạn thể hiện được cái sự sang trọng ra thì chúng ta còn thể hiện được cái sự ngầu lòi khi mà chúng ta sở hữu những cái sản phẩm này. Và đầu tiên thì mình cũng sẽ đi đến hai cái sản phẩm đặc trưng nhất, gọi là năm nào cũng có của GA, đó chính là iPhone mạ vàng. Và ở đây mình đang có hai con iPhone 15 Pro Max mạ vàng. Con bên này là một con iPhone 15 Pro Max, nó được mạ vàng 18K màu vàng hồng. Đây, các bạn có thể thấy một con iPhone 15 Pro Max. Và trái táo thì GA đã làm lại và khảm vào đây một cái lớp ốc xà cừ. Ở bên dưới thì về những cái phụ kiện thì năm nào cũng vậy thôi. Chúng ta cũng sẽ có cục sạc này, chúng ta có dây sạc, có khăn lau và có bao da. Đối với những cái option nào mà anh em mua thêm kim cương hoặc là đính kim cương lên phần các cái phím nè, phím tăng giảm âm lượng, phím nguồn hay là đính vào camera và đính vào táo, thì chúng ta sẽ có thêm một cái con AirPods 3 nữa ở bên dưới được tặng kèm theo. Đó, rất là chỉnh chu ha. Và ở bên này thì chúng ta sẽ có một con iPhone cũng là 15 Pro Max luôn, cũng là mạ vàng luôn, nhưng mà nó được mạ vàng 24K, cho nên nó sẽ có cái màu vàng chanh như thế này. Và ở bên dưới cái tên của cái sản phẩm này nó sẽ tên là Premier Gold Edition. Đó, Made by GA. Và sẽ có tổng cộng là 199 sản phẩm giống như thế này về mạ vàng 18K hay là 24K thì cái này là tùy chọn riêng của khách hàng. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ có những cái thẻ chứng nhận về mạ vàng tương tự như là những năm trước. Và về cái con màu vàng hồng này cũng vậy, nó cũng sẽ có cái số của nó là 8/199. Đây là con thứ 8 rồi, ok đó. Và năm nay á thì về cơ bản những cái sản phẩm mạ vàng basic của GA thì sẽ là như thế này thôi. Những bạn nào mà chúng ta muốn option thêm thì chúng ta có thể chọn thêm cho mình những cái lựa chọn khác mà GA có để ở trên trang web cũng như là ở trên Facebook. Đó, các bạn có thể lên và tham khảo. Rồi, tiếp tục. Ở bên đây, à không, con này chưa. Ok, rồi ở giữa chúng ta sẽ có một con Full Titan. Đây, một con iPhone 15 Pro Max Full Titan. Và ở bên dưới này mình cũng sẽ có một con nữa. Đây, để show cho các bạn xem. Về cơ bản, nếu như các bạn nhìn vào hai con này, nó hoàn toàn không khác nhau. Nếu như nhìn kỹ hơn thì các bạn có thể nhận ra là nó chỉ khác biệt duy nhất về phần màu thôi. Trong khi cái con ở bên tay trái của mình thì nó thiên về màu titan xám sáng, còn cái con bên tay phải thì nó hơi ngả về màu đen một tí xíu. Thì đây là hai cái lựa chọn cơ bản để mà các bạn có thể chọn. Và ngoài ra thì còn có một cái lựa chọn nữa là Black Titanium. Thì đây sẽ là một con iPhone 15 Pro Max được làm bằng titanium full đen. Chia sẻ một tí về cái phần kết cấu cũng như là cái phần vỏ của cái con iPhone 15 Pro Max này. Thì GA đã phải tách hết cả con máy của chúng ta ra và sau đó thi công từng phần, từng bộ phận ở trên cái con máy này. Ví dụ như ở đây các bạn thấy cái phím của chúng ta nó đã được đánh bóng lên rất là nhiều và các bạn có thể soi được gương ở trong này luôn. Thì GA đã phải bóc từng phím ra và tiến hành đánh bóng lại cái dãy phím này. Tiếp theo là cái phần xước phay ở trên phần sườn của iPhone thì cũng đã được GA đầu tiên là khắc ở đây một cái dòng chữ là GA nè, rồi là TI và PD. Thì cái này nó sẽ được làm từ titanium đó. Và cái phần xước phay cũng sẽ được GA họ làm lại để cho cái hiệu ứng xước phay nhìn nó đậm hơn và nhìn nó liền mạch hơn. Với cái phần mặt lưng cũng được làm bằng titan
như thế này. Và đương nhiên khi mà các bạn thay một cái mặt kính ở phía sau bằng một cái tấm kim loại, bằng một cái tấm titan như thế này thì chắc chắn là nó sẽ nặng hơn cái phiên bản gốc của chúng ta rồi, chứ không thể nào mà chúng ta nhẹ hơn được. Và ở đây thì GA họ đã lựa chọn cái vật liệu cho nó đồng bộ nhất, và đúng là một cái nhà sản xuất đã trải qua 15 năm kinh nghiệm rồi, cho nên tất cả những cái sản phẩm của GA khi mà chúng ta cầm vào nó đều đạt một cái chất lượng gọi là tuyệt đối. Mình cảm thấy nó là tuyệt đối, tại vì những cái phần mép viền từ lưng cho đến phần cạnh máy, hay là những cái mép viền giữa phần phím với lại là phần khung máy, nó đều rất là liền mạch và gần như sẽ không có bất kỳ một cái vị trí nào bị hở hay là bị bung ra cả. Đây, và các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên cái phần cùng camera này cũng vậy. Có thể nói với cái kinh nghiệm 15 năm của mình thì gần như GA đã có thể cân hết tất cả mọi cái chiếc máy khi mà họ tháo ra và họ muốn chế tác thành một cái bàn riêng của họ, thì gần như cái chất lượng của chúng ta là tuyệt đối. Cái kích thước và cái tỷ lệ khi mà sản xuất ra những cái món linh kiện này và ráp chúng lại với nhau đều tuyệt đối và tuyệt vời đó. Và đây anh em có thể thấy chúng ta sẽ có một cái chiếc iPhone full titan như thế này. Tí nữa thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về mức giá sau. Và cuối cùng trên bàn của mình ngày hôm nay đó chính là một cái con iPhone khác nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Và các bạn có thể thấy tất cả ba con ở trên bàn của mình đều có một cái tờ giấy kiểm định, đều có một cái tấm thẻ kiểm định. Riêng con này vẫn chưa có, tại vì đây là một con iPhone 15 Pro Max được làm bằng vật liệu carbon. Carbon nguyên chất nha các bạn, chứ không phải là những cái loại ốp hay là những cái loại sơn carbon như các bạn đang thấy ở trên thị trường. Đây là một cái tấm carbon xịn được ốp vào trong cái con iPhone 15 Pro Max của chúng ta. Chia sẻ một tí cho các bạn về cái sản phẩm này. Đầu tiên, với một cái mặt lưng được làm bằng full carbon như thế này thì chúng ta sẽ có cái trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với cái phiên bản gốc. iPhone 15 Pro Max phiên bản gốc nó nặng là 221g, thì hiện tại cái con iPhone 15 Pro Max full carbon này nó chỉ nặng có 208g thôi. Và GA thì vẫn chưa thỏa mãn với cái trọng lượng này và họ muốn giảm nhiều hơn nữa, xuống ở mức khoảng từ 200 cho đến 203g. Đương nhiên nó sẽ không thể nào nhẹ bằng một con iPhone 15 Pro được. Con iPhone 15 Pro chỉ có 180 mấy gram thôi các bạn ạ. Và để đạt được cái trọng lượng nhẹ như thế này thì tất cả những cái vật liệu nào mà thiên về kim loại mà nặng có thể bỏ được thì GA đều bỏ đi. Đó, ở đây chúng ta sẽ có cái phần viền camera nè, cũng sẽ được làm bằng carbon nè. Rồi cái phần cụm camera cũng được làm bằng carbon nè. Riêng phần mặt lưng thì chúng ta sẽ không phải bàn tới rồi. Nó sẽ là những cái tấm carbon được ốp lại với nhau, được kết nối lại với nhau và sau đó sẽ được chạy CNC ra cái phần mặt lưng này và tiến hành ốp vào cái con iPhone của chúng ta. Và ngoài ra để nhấn nhá thêm cho cái sản phẩm này thì GA cũng đã sử dụng cái vật liệu carbon cho những cái phím, ví dụ như là phím nguồn nè, rồi là tăng giảm âm lượng hay là cái phím action button này. Và khi mà mình cầm vào những cái sản phẩm này, và đúng với cái kinh nghiệm 15 năm làm trong ngành chế tác luxury của GA thì gần như chúng ta đã không phải bàn về chất lượng của những cái sản phẩm này rồi. Và mình cảm thấy khá là bất ngờ khi mà năm nay GA lại cho chúng ta rất là nhiều những cái lựa chọn trong cái thời điểm thị trường như thế này. Mình cũng đã có tâm sự với anh CEO của GA rồi, thì anh ấy nói là năm nay GA muốn tập trung nhiều hơn vào phần công nghệ. Tại vì mạ vàng thì thực ra anh ấy cũng làm đã tận mười mấy năm nay rồi, và anh ấy muốn tập trung nhiều hơn vào phần công nghệ để cho người dùng biết được là ở Việt Nam của chúng ta có thể làm được những cái sản phẩm như thế này. Ở Việt Nam chúng ta có thể làm được những cái chiếc máy full titan. Và đúng là các bạn sẽ đặt ra một cái câu hỏi là nếu như làm full titan này thì giá tiền của nó sẽ phải mắc hơn. Và thực tế nó mắc hơn thật. Với những cái con iPhone 15 Pro Max bản pure titanium như thế này thì chúng ta sẽ có mức giá đâu đó khoảng từ 90 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Đó là chưa tính những cái tùy chọn mà các bạn đính kim cương hay là nạm đá các thứ nha. Và với những cái phiên bản mạ vàng như mình đang có đây thì nó rơi vào đâu đó khoảng tầm từ 120 triệu đồng một máy như thế này. Và riêng về con carbon này thì hiện tại nó vẫn chưa có mức giá nha các bạn. Mình cũng đã có hỏi anh CEO của GA rồi, có thể spoil riêng cho em về mức giá của cái sản phẩm này được hay không, thì anh ấy nói là hiện tại anh muốn nó nhẹ hơn nữa cho nên anh vẫn chưa định giá được
về cái dòng sản phẩm này là bao nhiêu tiền. Tuy nhiên thì nó cũng rơi vào đó khoảng tầm từ 100 triệu đồng. Tại vì theo như mình được biết á, thì cái công đoạn để mà từ một cái sợi carbon thông thường, từ vật liệu thô là một cái sợi carbon thông thường để ra được cái phần mặt lưng như thế này, nó tốn cực kỳ là lâu, rơi vào đó khoảng từ 5 cho đến 10 ngày mới có thể thi công được cái vật liệu tương tự như thế này. Đó, cho nên cái chi phí của nó cũng sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm khác. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip mình. Và mình không biết là các bạn có cảm nhận như thế nào về những cái sản phẩm năm nay của GA. Về bản thân mình thấy nó có nhiều điểm thú vị hơn, nó có nhiều cái để nói hơn là chỉ năm nào cũng chỉ mạ vàng rồi là đính kim cương thôi, thì năm nay chúng ta lại có những cái sản phẩm basic như là iPhone 15 Pro Max full titanium nè, hoặc là có những cái phiên bản độc lạ như là phiên bản carbon mình đang để ở trên bàn chẳng hạn. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ bọn mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.